Hello cả nhà nhá. Xin chào cả nhà. Biển hôm nay lại vào bếp chia sẻ một món tiết canh. Hôm nay mua được ít thịt rất ngon. Dặn cô em nó này. Thịt này thịt ba chỉ nhé cả nhà nhé. Thịt ba chỉ có cả sụn này. Đấy, cái này phải dặn nó và thì mới có con này họ xuất hết đi rồi. Ở quê thì không còn, người ta đầu buôn người ta đến người ta lấy hết cái đồ ngon đi. Ba chỉ mới xuất đi. Bán thịt mông với thịt vớ vẩn đó. Tối qua mình bảo nó để cho anh một ít thịt ba chỉ đánh ăn cho ngọt cho mát miệng thằng người này, có cả sụn này. Đây là đúng ba chỉ cho cả nhà đấy, ba lớp ấy. Lần này mình đánh thịt ba chỉ, còn một lần tiểu toàn thịt nạc mình luộc thôi. Mấy bạn bảo đánh sụn thích ăn nó ngon nó giòn, như cái đồ này thật sự này hiếm lắm, nó có thịt con lợn nó có nhưng mà đầu buồn nó đến nó lấy hết rồi. Đấy nó như thế. Chứ không phải là gọi là không có tiền, nếu muốn ăn cái này là phải đi chợ. Nhưng đây ở chợ mới có, nhưng ở đây là mình ở trong làng trong xóm rồi. Không chỉ thịt con hai cái ba cái chung nhau thì mỗi người một ít một đùi đùi mà chợ thôn chợ xóm đấy. Đấy để nó bán. Thì những cái đồ ngon là không có, ba chỉ là một cái sụn tim cật nó xuất hết đi rồi, như thế. Nhiều bạn là mua cái đen ngon, tất nhiên vẫn biết là con nhiều khi có tiền cũng không mua nổi, phải đi chợ cơ, ý thế. Mình nghĩ suốt ngày chỉ ở tranh thủ chỉ trong làng thôi, chợ này là chợ làng ấy đúng thế thì bán đồng thủ phục vụ bà con. Nó không nói nhiều, bây giờ mình sẽ cho đi luộc vào đây, không thể thiếu được vẫn là hạt dổi, phải rang đi luộc thịt xong rang hạt dổi để đánh nhé. Biển hôm nay chia sẻ tiết canh quánh thịt ba chỉ, ăn cái này thì ngọt lắm rồi. Cả nhà hôm nay quánh thịt qua cái khay này nhé cả nhà nhé, khay inox mới đẹp luôn, còn inox xịn này. Hôm nay hai cậu cháu mình ra quánh vào cái khay này, 100.000 tiền thịt thế này đấy cả nhà, thịt ba chỉ đấy, sụp chết hạt dổi. Đấy, hôm nay mình sẽ đánh vào cái khay này. Nào hai cậu cháu làm khay với hạt dổi ra lên. Chút thế nào. Bây giờ mình đánh thịt qua chỉ lần đầu tiên đấy chứ. Còn bây giờ mình toàn mua thịt lạc thôi. Mình cho nhà mình ra hạt dổi nhé. Hạt dổi miếng quế. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 hạt. Của nhà làm ra. Ăn nó hoàn toàn thì thường là chỉ có một nửa được cả nhà, nhưng mà mình thích ăn cái này, nó hơi hao tí nhưng mà thôi không sao, mình ăn được rồi cả nhà cứ ăn. Mình ra cái thơm lên, bắt đầu là mi giã. Ui. Đó, bay mất một hột đào được kỹ lắm, cái hột này mấy nghìn một hột này. Nói cho nhà đấy, 18 hột đấy, mình giã được từng ngày 18 hột ra rồi và một mảnh quế đang luộc. Đánh cái này ăn ngon suốt thân ẩn cả nhà, có nhận không? Mình cho em khu gáy nó nắng nắng rồi, lại cho nó ra đây treo cho nó mát, cho nó phơi nắng. Khu mồi rồi cho nó gió mà mát tí. Chầu này không có ở mình, nó hết 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 cung rồi cả nhà, mang đi bẫy kiếm vài con chơi nhưng mà mình bây giờ tiệt chục quá. Hoa đẹp chưa, cái hoa đỏ đỏ chuyện đấy, mình dùng mấy cái đấy này nó dâm mát, nó che rượu. Và bây giờ mình chuyển hết cái bộ rau thơm đấy lên tầng trên này, bây giờ cả nhà cùng mình như đấy, hai rau thơm cùng mình nhá. Bể nước này là nước nước phải sinh hoạt. Còn đây là bể nước mưa. Bể nước mưa đây đầy ắc này. Qua kia mưa mấy tiếng đồng hồ là đầy. Đây rau thơm mình đã dòng cái này rồi. Một dàn kia cái rau đặc biệt kia may mình gỡ lại được rồi cả nhà. Đều dòng được vài nhánh thế là nó nở lại được. Dòng thêm cái rau húng chó này. Húng ta này.
đấy, răng cưa này. Đấy. Đấy, ngải cứu này, ớt này. Đấy, rau răm, rau cần, hành, tỏi, các kiểu mình đang dòng. Rồi, và chính này, may quá khôi phục được cái rau này cả nhà. Trong năm gà nó sơi hết của mình. Cống này ăn cái cành sớm lắm. Cái rau húng đặc biệt của mình đấy. Còn ở mọi nơi có nhưng mà thì mình không biết, nhưng mà mình thì không ai có đâu. Mình nói cái này rất nhiều rồi đấy. Chỗ khác thì đầy. Mình cống một nắm rồi để xuống ăn cái cành. Cả nhà, hai thằng này nó là đủ ăn rồi, đấy. Đấy, thằng này ăn thoải mái rồi. Tuyệt vời. Đấy, biển rồng hết thế này, cho nó gọn. Mai mốt này mà nó tốt thì các thứ rau, các kiểu này nghe cũng tốt đấy. Mai mốt mình phải cho lên cả cái tầng như thế này, rồng cây cho nó mát, rồng cái cảnh cây kia. Lên kế hoạch nhiều lắm nhưng mà bận không thể rồng đi lấy đất đi đi. Gấu ơi, lên đây. Thằng gấu như mình này nó hay trèo này lắm. Nó đi trên cả cái mái tôn này. Đi kiếm người luôn. Đấy, cây khế của mình ấy, rồng nữa mà nó đã nở to xòe sắp kín hết sân rồi này. Rồng để cho nó mát thôi mà. Treo chim treo cò. Đây cả nhà, bọc tiết bò. Đây là tiết bò mình mua cho chó. Cái này là 6 con chó cho mình chia đều cho nào. Bò này mà ngày xưa này hay ăn lắm. Nấu rau cần, rau kiếp, xào nó ăn rất ngon. Đặt cái bà ấy rồi, gan nợ đấy. Rồi. 6 em này nó đang 6 em như thế này, 3 con đây, 1 con kia, rồi 2 con nữa chỗ khác. Đấy, nó đang nằm chờ tàu ấy cả nhà. Thằng gấu đen này này 4 tháng rồi đấy. Nếu mà có được ăn no có mà phải trên 30 cân rồi, bây giờ 27-28 cân rồi. Đấy, ba anh em nó đang nằm ấy. Cái thằng vàng vàng cái là thằng Tun đấy, là anh cả, thằng Nô, anh hai, thằng này bây giờ mới bắt rồi. Chó nhà mình cả nhưng mà ý là bắt của nhà cô nó. Đang nằm trò chờ ăn. Mỗi thằng nó có một cái đặc điểm khôn riêng. Mấy cả nhà này, mình nục chín rồi nhá. Đây, sụn rồi. Đây. Ngon chưa? Mình thái nhỏ ra mình đánh nhá. Đấy cả nhà. Sụn này. Tối qua phải bảo em để cho không có nó xuất đi rồi. Xong mình thái tất cả mình cho vào đây cả nhà. Nóng quá. Sụn ngọt thế này. Ăn lên giòn công cốc. Nóng quá. Đây mình pha ra là thái nhỏ ra là được các bạn nhé. Mà chỉ này thì ngọt rồi. Có chất lượng của cuộc sống. Đấy cả nhà. Được từng ngày nha, và mình sang nha. Rau thơm thì mình không đánh, ở mình thì mình cứ theo đánh cái kiểu của mình thôi. Đấy cả nhà, đây là sẽ đảo đều lên. Sụn trước này. Mình thịt và chỉ mình đảo đều đánh một khay này. Còn rau thơm có thì mình để ăn ngoài. Mình không băm lẫn thôi. Bây giờ mình đổ hạt dối nào. Đổ lên trộn lên cả nhà. Ăn hơi hoang cả nhà này. Hoang cái hạt dối này. Mua được, kiếm được, mua được cái này là tận. Ăn cái theo sở thích, sở trường. Đấy, xong rồi mình đảo đều lên, sàn bằng cái này. 18 hạt thật là rồi cả nhà. Thơm lắm cả nhà. Đăng lắm. 4 mồi đi. Tiết đỏ hầu cả nhà.
tiết 5 nước nhá, nhỉ. 6 nước. Thêm tiết vào. Tiết thì thoải mái. Tuyệt vời mặt trời cả nhà. Một khay thế canh khổng lồ. Thơm lắm cả nhà, các mùi hạt dổi cực thơm. Nhưng nóng quá. Được chuẩn bị đông rồi đấy. Đông rồi. Nhảy hết nhỉ. Ý là phải cái người hãm tiết cả nhà, người ta hãm chuẩn là được. Nhớ cả nhà, đồng cứng luôn, đồng như thạch sao công, nông hại. Đây, còn từng ngày này cả nhà, từng ngày tiết này mình đánh đông lại, mình tí cho chó nó ăn. Đó. Cái đồ này mình cho chó nó ăn, còn cái tiết canh của mình đây. Mình mời cả nhà lên ăn với mình nhá, hai cậu cháu mình nghe làm một khay để ngon này cả nhà. Có những hạt dổi, thịt ba chỉ, sụn, ngon lắm. Tuyệt vời mà chẳng. Sức để ra điện, ăn thơm ngon nhỉ. Ăn sụn ngon. Ai mà răng miếng ăn sụn này nó dễ răng. Nhiều rau thơm quá, tốn nhiều quá. Ăn mặn, nó nóng mà ăn nó ngon. Hai không từ bên này sang bên kia được. Ngon lắm cả nhà. Thơm phức mùi hạt dổi giòn, ngọt của thịt ba chỉ, giòn của súp thông cộng. Mình đánh cái canh ấy. Ít ít cho rau thơm vào nó cả nhỉ. Còn là ai ăn được thì ăn ở ngoài. Ăn ở ngoài vùng miền. Mình xem nhiều chỗ thì người ta băm cho vào. Ngọt đẳng cấp. Ôi, nhà mình cái quế cũng thơm. Hôm nay mình cho cả một tí quế vào cái hạt dổi mình rang nữa, ăn thơm ngon cả nhà. Cả nhà cái nào giống biển nha. Ăn ngon cực kỳ. Giòn cốc nóng quá, giờ nóng quá mình bật cái quạt nó vù vù. Keng. Wow. Mặn giòn ngon đấy.
Không, không. Ăn thử rồi nó nghiện em đến bữa mà ăn nó cứ như nhớ. Thấy thế nào? Keng. Wow, bục mặt mặt lên. Hết lưỡi vào vậy. Hết lưỡi nào. Xuống rồi. Nè, nó không cốc. Ngày mai được nước thuốc. Ngon lắm cả nhà. Wow, đây. Ăn luôn tục rồi. Cả nhà, sao hết rồi? Ngon quá. Wow, tục vậy mọi người. Ăn nó mới sướng. Cả nhà, nào mà ăn nó phải ngon mà nhai ăn nó uống nó ngon hùng hồn mới sướng cả nhà, ăn uống nó thích. Cái cảnh ngon uống rượu cũng sướng. Vào uống rượu vào. Vào nhỉ, khoái. Cả nhà làm video này. May con thằng cháu này nó làm ở gần. Đấy, cái nước này, và tranh thủ buổi trưa cái này làm trưa hồi tối là gọi là có còn bình thường một mình làm. Ăn uống mồi ngon nó nhiều khi nó không có người kịch cốc hoặc kịch cốc mất ngon. Mình làm video thì việc mình phải làm. Mình có cái video chia sẻ này cho cả nhà cùng xem. Gặp anh em nào gần gũi bà ở đâu thì gặp lại thì bảo cả nhà. Cái súp ngon đi. Dai ra. Cứ răng. Giòn nhỉ. Ra. Nhà giòn có chó nó vào nó nghe vung cốc cốc nhưng mà nó tự cho xương. Mấy cả nhà mình ăn hết rồi đấy, gọi là một vài miếng mới cậu cháu một hai miếng nữa là hết cả một cái canh khổng lồ, hai thánh ăn cái canh. Hai thánh thánh ăn thế canh. Đây mới gọi là thánh ăn thế canh này. Hàng thật thật nhé cả nhà nhé. Đó. Mình làm mình ăn rồi. Thôi video nó có thời lượng, mình xin là kết thúc video đây nhé. Cảm ơn cả nhà theo dõi, mỗi lần xem cho mình một like và một chia sẻ cho mọi người xem mình đây là mình làm. Chỉ chủ đề của mình là tiết canh là chính. Những bữa cơm gia đình hàng ngày mình chia sẻ đây. Hẹn cả nhà nếu sau nhé. Chào cả nhà yêu. Chào nhà nhá.